Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng B, 5 chỗ ngồi, màu đỏ, quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân, và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi, quý vị các bạn ạ. Rất là đẹp ạ. Mấy ngày hôm nay thì thời tiết nó cũng mưa, cho nên là chúng tôi vừa mới dọn qua đi một chút và chúng tôi quay giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Hyundai này các bạn nhé. Bên ngoài thì nó cũng còn hơi bẩn các bạn ạ. Thời tiết mấy hôm nay là mưa phùn ẩm ướt. Đấy, cho nên là chúng tôi vẫn để tại cửa hàng chúng tôi quay lên cho quý vị các bạn xem đấy nhé. Tất cả về chiếc xe này đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh từ năm 2020 đến bây giờ thì mới lăn bánh được 3 năm sử dụng thôi. Tất cả còn rất là đẹp nhé. Toàn bộ những cái dàn lốp đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản đủ xe, cũng đã được trang bị là la răng đúc rồi các bạn nhé. Khóa thông minh, đè nổ tát tốp, đèn pha bi xenon. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe 2020 màu đỏ lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn các bạn ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 370 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2020 màu đỏ bản đủ này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và đây là cái tem của nhà sản xuất cho chiếc xe này các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 đấy. Đấy, sản xuất tại Việt Nam. Đấy, và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi. Cụ thể là đồng hồ công tơ mét là đang 6.8 km rồi quý vị các bạn nhé. Tất cả từ ngoại thất cho đến nội thất đều rất là mới, rất là đẹp. Và chiếc xe này cũng đã được trang bị cái nội thất ghế da màu đen pha lẫn đỏ, rất cá tính, rất đặc biệt. Ngoại thất là màu đỏ mà bên trong cũng được là màu đỏ và màu đen pha lẫn này. Rất là đẹp luôn, phối màu rất là đẹp, rất là nổi trên chiếc xe này các bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, và xe cũng đã được trang bị sẵn là màn hình camera lùi, cảm biến lùi, trần nỉ rất là đẹp đây quý bạn nhé. Chiếc xe này thì chủ xe chưa bọc trần, còn nguyên bản trần nỉ và đều rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đây là cái phần nội thất cho hàng ghế ngồi phía sau, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này đến keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản và còn rất là mới, rất là đẹp đấy. Nội thất ghế da phía sau đều rất đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Quý vị bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Ở những chiếc xe Hyundai Accent thì đều được trang bị là cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, và đây là cái cốp sau các bạn nhé. Ốc cốp sau còn nguyên bản này. Keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả.
Đây là cái phần nội thất hàng ghế ngồi phía sau quý vị các bạn nha. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nội thất sau này thì ít người ngồi hơn, cho nên là chiếc xe, cái nội thất đằng sau đẹp hơn các bạn nhé. Táp bi cánh cửa, keo chỉ cánh cửa cũng còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, kể cả cánh cửa phía sau, cánh cửa phía trước bên phụ cũng là bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Toàn bộ keo chỉ cánh cửa, táp bi cánh cửa này đều là còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Một chiếc xe rất là đẹp, đẹp từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô. Nội thất hàng ghế trước này, ghế bên phụ này đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp nha. Chiếc xe này thì chủ xe vẫn giữ nguyên là màn hình nguyên bản của xe. Đấy, cần số, vô lăng đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, đều rất là đẹp này. Từ những cái phần nỉ trần này, chiếc xe này cũng đã được trang bị camera hành trình rồi. Táp lô, đấy, đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Một chiếc xe sản xuất năm 2020, lăn bánh với 6.8 km, rất là mới, rất là đẹp luôn. Về chiếc xe này thì toàn bộ những phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Sau đây tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần động cơ của chiếc xe này các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2020 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít các bạn nhé, kết hợp với hộp số tay, tức là hộp số sàn 5 cấp quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Dưới nắp capo này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít quý vị và các bạn nhé. Và trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái phần ốc capo. Đấy, ốc capo này cho đến keo chỉ capo để quý vị và các bạn thấy được là cái phần đầu này nó còn nguyên bản hết, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ capo này, ốc capo này còn nguyên bản luôn này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản từ ốc tai, đấy, cho đến những phần ốc xương đầu các thứ là còn nguyên bản hết này. Đấy, một số chi tiết còn rất là mới, còn chưa bóc ni lông các bạn nhé. Đấy, động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi. Đấy, từ những ốc mặt máy này cho đến ốc chân máy này là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này là nguyên bản ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2020 màu đỏ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cá chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.